Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay lại đúng cái đoạn năm ngoái mình quay, vụ điều năm ngoái. Mình quay từ đây. Năm ngoái mình bắt đầu quay từ đây. Đúng không? Các bạn xem có đúng cái này không? Đó. Mình sẽ đi y con đường năm ngoái mình đi nhá. Mấy bạn cứ kêu là quay chọn từng chỗ, không phải đâu. Đó, như năm nay cái này nó mới có hoa, nó chưa có quả. Mình sẽ đi lên y đường năm ngoái thôi. Chui qua cái cành này, người ta đây quay cho các bạn y hệt năm ngoái thôi, vẫn cái cây này, cành này thôi. Bạn nào chưa xem video năm ngoái thì vào link mô tả mình sẽ để bên dưới. Đó, y cái chùm năm ngoái chưa, to y vậy không, không cái cây này nhá. Sai chưa? Năm ngoái mình ở xuống phía dưới nữa này. Quay điện thoại quay một tay nên hơi rung, các bạn thông cảm. Cái này nó chín sạch luôn rồi này. Năm ngoái cái này chín trước, hôm nay nó chín sạch luôn rồi. Còn vài quả rụng hết rồi. Đó, cái này rụng hết rồi. Chín hết rồi. Đây mình nhặt gom đống đổ đây. Cây này thì năm nay nó cũng chín sớm, chín sạch rồi, cuống chùm to đùng rồi. Đó, mình nhặt gần gần xong rồi. Ở đâu được 1/4 rồi. Bên kia cũng nhiều mà. Đi đúng cái đường năm ngoái cho các bạn nhé. Này. Chín nó rụng tiệt rồi. Những cây đâu còn mấy đâu. Cây này chín gần hết rồi. Trên đấy có ổ bồ trao này. Mấy cây là ngoài anh quay ra đây, chín gần hết rồi. Trắng nha, to nha, quay y cái đường nó ngoái rồi, chín lâu lắm mà chưa nhặt này, chắc phải 4 hôm mà chưa nhặt, héo hết rồi, rụng hết rồi, à này chín hết rồi này. Nè, chín rụng này.
Héo quắt luôn, chưa thèm nhặt luôn. Mình đi mấy cây này thôi, đúng đúng đường năm ngoái chưa, cũng cây này đốt cháy cả cành. Cái này ra muộn không phun được thuốc rụng. Nhìn phun thuốc trắng. Cái này rụng sạch luôn. Còn được cây bên này. Quả đâu kém đâu. Nó đã chín hết này. Ngoái mình quay dài dòng, năm nay mình quay ngắn rồi, một khúc thôi. Đó. Có những cây còn trái còn trên cây còn đầy nữa. Thôi, video của mình đây là kết thúc thôi. Xin chào tất cả mọi con.